trên chuyến bay mang số hiệu 20.2 tại hãng hàng không Nice Fly Airlines. Mình là Mai Thảo. Thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch của mọi người để dẫn mọi người đến một cái đất nước quốc gia rất là xinh đẹp nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong chúng ta thì có những ai mong muốn được bay ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ạ? Xin mời dẫn ai ạ? Bay ra khỏi. Nghe như là bị trục xuất. Hôm nay mình hướng dẫn viên Mai Thảo sẽ dẫn mọi người đến với một đất nước nằm tại khu vực Đông Nam Á. Em che rất là nhiều đấy. Bay để sợ. Đất nước này nằm cách chúng ta từ thủ đô Hà Nội là 2.890 km, và ở đây cũng là một trong những 20 nước nhỏ nhất thế giới. Có ai trong chúng ta đoán được đây là đất nước gì chưa ạ? Lào. Nói to hơn một chút được không ạ? Singapore đúng không ạ? Đây là Singapore thật ạ? Đất nước Singapore với diện tích là 716 km vuông. Thực ra thì đây, cái diện tích này nó chỉ xem với cái đảo phú quốc của chúng ta rồi ạ, và bằng 1/5 của thủ đô Hà Nội. Vâng, và có gì thú vị ở Singapore? Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đến với đất nước xinh đẹp này. Trước khi bắt đầu cất cánh thì mong mọi người có thể tắt Facebook và đặt chế độ điện thoại là im lặng, và chúng ta cùng lên màn hình nhé. Rất chuyên nghiệp. Im ơi. Vâng, và từ Hà Nội đi Singapore thì chúng ta mất khoảng 2 tiếng, nhưng mà đây là một cái chuyến đi ngắn nên chúng ta chỉ mất 2 phút ạ. Xin mời mọi người cùng mang hành lý và chúng ta bắt đầu đi ạ. Wow, rất tuyệt vời. Vâng, một điểm đặc biệt ở Singapore, khi mà mọi người từ sân bay đến trung tâm thành phố ấy, mọi người có thể nhìn thấy là có rất nhiều cây cối, và đó chính là minh chứng cho đây là một quốc gia mà có cái mật độ là cây xanh bao phủ lớn nhất trên thế giới ạ. Và chúng ta đang đi đấy ạ. Vâng, Singapore từ xưa là một cái đất nước rất là hoang vu, hầu như là không có những cái tài nguyên thiên nhiên, hay là kể cả thiếu cả đất để cho nhà ở này, để cho dân ở này, thiếu việc làm này. Nhưng mà điều đó đã được cải cách bởi cố thủ tướng Nguyễn Quang Diệu. Ông là một người rất là được ngưỡng mộ bởi các người dân ở Singapore. Để làm được điều đó thì ông Lý Quang Diệu đã đặt ra một số những cái cải cách về chính sách, ví dụ như là bạn sẽ bị phạt rất là nặng khi mà vứt rác hay là ăn kẹo cao su hay là uống rượu ở Singapore đó. Điều đặc biệt nữa, khi mà ở trên đường phố Singapore ấy, những cái làn đường này, những cái xe cộ họ đi rất là chuẩn mực đó, kể cả khi mà không có một cái đèn đường ấy, thì khi mà có người dân ở đó thì ô tô họ cứ tự dừng lại và mình cho mình đi sang đường. Và một điều đặc biệt khi mà đến Singapore ấy, mọi người đừng dại mà dùng taxi, bởi đặc biệt là cái taxi Mercedes. Taxi Mercedes, bởi vì chỉ cần mở cửa ra thôi ạ, là đã tốn mọi người là 600.000 rồi. Bên Singapore thì họ đi làm đường bên trái ấy. Người dân ở Singapore rất là đa dạng về các ngôn ngữ, nhưng mà họ nói 4 loại ngôn ngữ chính, đó là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tamil và tiếng Mã Lai. Để mà tiết kiệm chi phí hơn khi đi lại ở Singapore thì mình khuyên mọi người nên dùng hệ thống tàu điện ngầm, hệ thống MRT với 170 km và 112 trạm dừng. Nó chiếm khoảng 12% diện tích của Singapore.
ở Singapore thì hoàn toàn không có tài nguyên thiên nhiên gì hết. Vậy nên là đến cái chai nước cũng phải nhập khẩu từ các quốc gia khác. Ví dụ như là mọi người có biết một cái chai nước ở Singapore thì bao nhiêu giá tiền khoảng bao nhiêu không ạ? 200.000. 30.000. Thực ra nó khoảng 30-40.000 ạ. Nhưng mọi người yên tâm, bởi vì mọi người chỉ cần mang một cái chai nước không thôi và đi đến tất cả những cái công viên ở ngoài đường ấy, là ở đó nước hầu như 90% đều có thể uống được. Thật không ạ? Thật ạ. Thật vâng, thật ra bởi vì đây là một cái cuộc dạo chơi rất là ngắn ngày, nên là tôi mình xin được dẫn mọi người đến cái khu trung tâm trung tâm mua sắm lớn nhất ở Đông Nam Á, đó là Orchard Road. Thì vào đây, cái điểm mà đặc biệt nhất đó là khi mà mình đến ấy, một cái tòa mua sắm này, nó gấp phải gấp 3 đến 4 lần cái Vincom bán triệu ấy. Mà đặc biệt là rất những cái tòa này, nó lại tòa nào cũng như vậy, tương xét cạnh nhau và to gấp 3 lần Vincom. Để mọi người có thể tưởng tượng được ra là cái quy mô như thế nào rồi ạ. Đó là điều mình cảm thấy rất là bất ngờ khi mà đến với cái khu này. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đã đi cùng mình với cái chuyến đi này, và xin mọi người cùng vỗ tay cảm ơn anh thi công trẻ đã thành công trên con đường và giúp mọi người có thể cái biến lỗ là hoàn thành cái chứng chỉ về thiết kế slide người ta chưa đi học, người ta cứ tưởng anh lại